Đường Tăng Tây Du Ký và cuộc sống ít biết. Ở tuổi 62, Đường Tăng từ thiếu hoa vẫn chạy show hát hội chợ, nhà hàng để mưu sinh. Bỏ vai vì không hài lòng với cát xê. Tây Du Ký 1986 là bộ phim truyền hình gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả. Trong phiên bản kinh điển này, có đến 3 diễn viên hóa thân vào Đường Tăng lúc trưởng thành là Trì Trọng Thụy, Uông Việt và Từ Thiếu Hoa. Trong đó, nếu Trì Trọng Thụy đang có cuộc sống giàu có viên mãn sau khi kết hôn với nữ doanh nhân giàu có Trần Lệ Hoa, Uông Việt thì là phó giáo sư khoa đạo diễn tại Học viện Sân khấu Trung Quốc, thì Từ Thiếu Hoa lại có cuộc sống khá là vất vả khi về già. Từ Thiếu Hoa sinh năm 1958 tại Sơn Đông. Tới năm 1982, ông đã cùng với Ngụy Tuệ Lệ, người sau này đóng vai Cao Thúy Lan trong phim Tây Du Ký, đóng vai chính cho bộ phim Tình Biến. Vẻ ngoài điển trai, thư sinh cùng lối diễn xuất tự nhiên giúp cho Từ Thiếu Hoa được khán giả yêu mến. Sau khi Uông Việt bỏ vai, Từ Thiếu Hoa được nữ đạo diễn Dương Khiết đưa lên thủ vai Đường Tăng. Dù vậy, năm 1985, Từ Thiếu Hoa bất ngờ bỏ vai vì lý do muốn học lên đại học. Sau này, khi chia sẻ về lý do Từ Thiếu Hoa bỏ vai trong vánh, chưa bao giờ Mã Đức Hoa nửa đùa nửa thuật rằng thu lao của Từ Thiếu Hoa thấp hơn tôi và anh Lục Tiểu Linh Đồng. Cụ thể, tại thời điểm đó, Từ Thiếu Hoa được trả mức cát-xê là 70 nhân dân tệ mỗi tập, là hơn 230.000 đồng. Trong khi đó, Mã Đức Hoa, người thủ vai Chưa Bao Giới, lại nhận được mức cát-xê là 80 nhân dân tệ, tức là hơn 263.000 đồng. Sự chênh lệch này được đạo diễn giải thích là do trang phục của Chưa Bao Giới nặng nề hơn nên mức thù lao cũng cao hơn. Tuy nhiên, Từ Thiếu Hoa vẫn tỏ ra bất mãn, đòi tăng tiền lương bằng Mã Đức Hoa. Điều này đã khiến cho đạo diễn phim Tây Du Ký đã quyết định đổi vai diễn Đường Tăng sang Trì Trọng Thụy. Về phần Từ Thiếu Hoa, sau khi bỏ vai Đường Tăng, ông không thể vượt qua được cái bóng của chính mình. Nam diễn viên không có thêm bất kỳ vai diễn nổi bật nào khác dù đã góp mặt trong rất nhiều bộ phim như Tam Quốc Diễn Nghĩa, Đường Huyền Trang, Bố Y Khổng Tử. Sau này, khi nhắc lại chuyện xưa, Từ Thiếu Hoa mới bày tỏ ông vô cùng hối hận vì hành động nông nổi của mình. Cũng vì điều này mà sự nghiệp của ông về sau ngày càng tụt dốc, không phát triển như nhiều ngôi sao hạng A cùng thời. Hết thời, vất vả ở tuổi ngoài 60. Sau khi bỏ vai Đường Tăng, Từ Thiếu Hoa về quê giữ chức vụ phó viện trưởng Viện Kịch Nói tỉnh Sơn Đông. Tuy nhiên, sau khi nghỉ hưu, không còn bận rộn với công việc, khán giả lại bất ngờ thấy nam diễn viên gạo cội thường xuyên xuất hiện tại các hội chợ, show diễn nhỏ lẻ tại các địa phương. Ông mặc trang phục Đường Tăng, hát lại những bài hát trong Tây Du Ký năm xưa. Dù là ngôi sao nổi tiếng một thời, nhưng mà mức cát-xê của Từ Thiếu Hoa thì lại khá bèo bọt. Thông thường, ông chỉ nhận được khoảng 10.000 nhân dân tệ, tức là hơn 32 triệu đồng trên ngày cho mỗi ngày biểu diễn, một con số tương đương với mức thù lao của nghệ sĩ hoa ngữ hạng C thời nay. Bên cạnh những người xót xa cho thần tượng một thời này phát tướng vất vả mưu sinh ở tuổi ngoài 60, không ít cư dân mạng mỉa mai ông đã hết thời, chỉ biết bám vào vai diễn Đường Tăng để kiếm tiền. Dù vậy thì Từ Thiếu Hoa cũng không tỏ ra mấy bận tâm tức giận. Khi đi diễn bị cười cợt, động chạm quá đà, ông cũng rất bình thản. Từ Thiếu Hoa quan niệm rằng niềm vui trong cuộc sống này là việc ta nỗ lực vượt qua mọi thử thách. Mô Chi, Tổ Quốc, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Dịch vụ thu âm phát loa, thu âm quảng cáo chất lượng cao, thu âm quảng cáo khuyến mãi, xả kho, ưu đãi dịp Tết cho siêu thị, cửa hàng, shop, hội chợ. Thu âm quảng cáo chuyên nghiệp, giá rẻ bất ngờ, đội ngũ MC kinh nghiệm, hỗ trợ nhiệt tình, khuyến mãi biên soạn nội dung. Liên tục tuyển cộng tác viên bán dịch vụ với hoa hồng hấp dẫn. Liên hệ ngay Zalo 0964002593 để được tư vấn.